Nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và thúc đẩy các hoạt động phát triển bền vững cho người trẻ Việt Nam, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã tổ chức tuần lễ chiếu phim về thiên nhiên và bảo vệ môi trường tại 10 điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vâng ạ, đáng chú ý là mới đây, ở trong một buổi chiếu tại Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, có sự tham gia của bà Holly Lindquist Thomas, giám đốc văn phòng về các vấn đề đa phương thuộc vụ Đông Á và Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Mỹ, trong chuyến đi này của bà đến với Việt Nam, sự đối thoại chính sách quan hệ quốc tế đối tác Mekong Hoa Kỳ năm 2024. Tuần lễ phim phản ánh thực trạng môi trường hiện nay và những thách thức lớn mà con người đang phải đối mặt như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, nhiệt độ trung bình hàng năm tăng 0,5 độ C đến 0,7 độ C và tình trạng thời tiết nóng tăng cả ngày và đêm trong khi thời tiết lạnh giảm đáng kể. Ô nhiễm môi trường đang mức báo động đỏ tại Việt Nam. Một số việc chúng tôi đang làm là triển khai các chương trình quản lý nước để giúp giải quyết các vấn đề về xâm nhập mặn, đặc biệt như ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi cũng đang làm việc về những vấn đề liên quan đến mực nước ngầm, nguồn nước ngầm đang sụt giảm, mọi người không thể lấy được nước từ những nguồn nước trước kia họ đã từng sử dụng cũng có những cách thức khác mà người dân phải đối mặt, như nhiệt độ đang tăng lên. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến nước sông, nước hồ mà còn ảnh hưởng đến sinh kế. Vì vậy, cùng với các quốc gia trong khu vực Mê Công, chúng tôi nỗ lực giải quyết những vấn đề này thông qua nhiều chương trình khác nhau. Theo bà Holly, Mỹ và khu vực Mekong đang hợp tác cùng nhau trong khuôn khổ quan hệ đối tác hai bên để cố gắng giải quyết vấn đề về môi trường và biến đổi khí hậu. Việt Nam là nước dẫn đầu thúc đẩy sự hợp tác cũng như hành động vì các quỹ hỗ trợ trước đó đối thoại chính sách quan hệ đối tác Mekong Hoa Kỳ năm 2024. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Mỹ sẽ dành 153,6 triệu đô la Mỹ cho các dự án hợp tác tại khu vực Mekong, trong đó có 1,8 triệu đô la Mỹ hỗ trợ Ủy hội sông Mekong tăng cường chia sẻ nguồn nước phục vụ công tác hoạch định chính sách về quản lý thiên tai.